Nếu có phép thuật, chắc muốn mình có phép gì? Phép thuật Queen Enchanted. Biết như mình không thể thành có thể. Chắc thích lên núi hay là xuống biển? Thích lên núi. Dùng tiền lau nước mắt hay sống hạnh phúc trong túp lều tranh? Suy nghĩ tiêu cực. Cái nào cũng tiêu cực hết. Mình không nghe, mình không nghe suy nghĩ tiêu cực. Rồi mình vừa là lựa chọn vừa có tiền vừa hạnh phúc. Chắc là người hướng nội hay hướng ngoại? Anh là người hướng nội, hướng ngoại. Nếu được du hành thời gian, chắc muốn quay lại 10 năm trước hay đến 10 năm sau? 10 năm trước chứ. Tất nhiên là thời gian mình thay đổi được. Có mấy thời gian? Nhưng mà nếu được làm lại thì mình bất cứ ai cũng muốn đổi lại những cái điều mà mình chưa làm được trong quá khứ nha. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Nếu có phép thuật, chắc muốn mình có phép gì? Phép thuật Queen Enchanted. Biết những điều không thể thành có thể. Rất là nhiều điều không thể thành có thể, những điều mình chưa làm được thành cái gì mình làm được. Chắc có hay đọc bình luận của mọi người về mình không? Có, chắc chắn có. Anh thì like nhiều lắm, mà không thể không đủ thời gian thôi. Khi đi học khác thích ngồi bàn đầu hay bàn cuối? Anh thích ngồi đầu bàn nhưng mà thầy cô nhắc anh tới cuối bàn không? Chắc anh do anh cao quá hay sao? Chắc học giỏi nhất môn gì? Giỏi à, ba môn tự nhiên toán lý hóa. Thành tựu một năm qua của Trác Hùng Anh, Lessing cũng chỉ là vô tình. Với chỗ Hải, chỗ Á Châu thì anh với Hải sau cái điều đó thì ít nhất là hai tụi anh là giống như hai đứa bọn. Anh có được thêm một đứa bọn mới, anh có được một cái người có thể là lao rủ đi nhảo, đi làm ve ve. Nghe ít nhất là mình có được thành tựu khi mà trong một năm vừa qua và nhiều cái doanh nghiệp khác cũng tương tự như vậy. Quan trọng nhất là anh có được cái thêm bọn mới, thêm người đồng nghiệp mới, rồi có những cái khoảng khắc mình chia sẻ với người ta được. Và đặc biệt cái năm vừa qua là rất là nhiều cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam biết anh rất là nhiều. Và anh cũng rất là tốn rất là nhiều thời gian cũng như công sức để đi rất là nhiều trường đại học, nhưng mà qua đó là anh cũng thấy được các bạn trẻ ủng hộ mình nhiệt tình. Các bạn trẻ cũng rất là muốn có cơ hội đổi đời, có cơ hội làm việc, có cơ hội khởi nghiệp vân vân, nhưng mà thực sự ra anh tới các trường đại học đó là các bạn lúc nào cũng nôn nóng để kiếm việc. Nhưng mà thông qua mấy tụi em cũng nhắc lại một lần nữa là các bạn sinh viên nên đi học đi, có một thời gian rồi đi làm rồi có tích lũy kiến thức giống như mấy em ngồi đây. Em có tích lũy kiến thức rồi, em sau này em muốn làm gì làm dễ hơn. Cái tỷ lệ mà không để cho ông dọn, ông đổ nợ hoặc là ông bó nhờ cho mình nó thấp lại. Chứ bây giờ mà sách mình sinh viên mình chưa có kiến thức gì trơn, mình vô bắt đầu khởi nghiệp nó rất là khó. Lúc nào cũng tới trường đại học anh khoe gì trên cái năm vừa qua là năm mà thực ra anh có nhiều cái để anh khoe nó nhiều lắm, nhưng mà thôi bây giờ nhiều quá mình biết bây giờ blessing cái nào cho hết. Trong năm vừa qua thì anh cũng có thêm nhiều người bạn bên nhà hàng mới của bên Bin Corporation Group là Miliwa Electronics. Tụi anh là giống như bắt đầu một cái câu chuyện mới, một cái hành trình mới trên con đường khởi nghiệp. Anh lúc nào anh cũng xem mình là một cái người khởi nghiệp giống như biết bao nhiêu bạn startup vậy đó.